Sư cho con hỏi tu như thế nào, gieo những nhân gì để khi chứng thánh có đủ lục thông tam minh tứ tuệ phân tích tứ vô ngại giải? Ở trong Kinh Tạng thì chỉ kể là các vị mà có được những cái biệt hạnh, các vị đó cúng dường đến Đức Phật. Mà cúng dường không phải là chỉ cái kiểu cúng dường bình thường, mà các vị đó có thể là làm những cuộc đại thí. Đại thí chứ không phải là mình làm nhỏ, làm những cuộc đại thí trong 7 ngày liên tục, rồi sau đó thì các vị đó có lời nguyện. Tuy nhiên, sau khi mà có lời nguyện như vậy, mình còn cần phải vun bồi các pháp tương ưng. Ví dụ như mình muốn có tam minh lục thông thì mình cần phải thường xuyên thực hành các cái phương pháp thiền định thì mới có được chứ. Thiền định để chi? Để cho mình khi mà đạt đến tứ thiền rồi mình thuần thục các cái thần thông. Rồi mình còn phải thực hành thuần thục các cái phương pháp bốn cái niệm xứ, thuần thục bốn niệm xứ. Nhờ như vậy á, thì trong vòng luân hồi nó mới thành cái nhân duyên quan trọng để cho lời nguyện của mình thành tựu được, chứ không phải là mình chỉ đơn giản mình làm phước xong rồi mình nằm phè ra đó là tự bao nhiêu là nó có hết cho mình thì chưa chắc. Rồi mình muốn có tứ tuệ phân tích thì mình lại càng phải tu tập tứ tuệ phân tích. Muốn có tứ vô ngại giải thì mình phải tu tập, ráng tu tập tứ vô ngại giải. Quý vị nghĩ là bây giờ đâu phải tự nhiên ngẫu nhiên mà một vị là nhìn đâu cũng thấy pháp, nhìn một cái đồng hồ thì cũng có cái pháp về cái đồng hồ, nhìn cái màn hình máy tính thì cũng có pháp về màn hình máy tính, nhìn cái camera cũng có pháp về camera. Vì nó phải tập chứ, rèn luyện, thì chính cái sự rèn luyện đó nó mới dẫn đến việc là khi vị đó chứng đắc đạo quả thì những thứ đó vị đó mới có. Chứ rèn luyện mà không rèn luyện mà muốn có thì ở đâu ra? Thì đó là những cái mà quý vị cần phải lưu ý ha. Rèn luyện muốn có cái gì thì bây giờ mình rèn luyện những cái đó thôi. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có ý kiến như thế nào? Kính thưa Đức Hạnh Tuệ, kính thưa quý vị, về cái phần mà trả lời của Đức Hạnh Tuệ thì sư cũng hoàn toàn đồng ý và rất là đầy đủ thưa quý vị. Cái điều quan trọng nhất là ngoài cái việc mình hiểu và thực hành cái gian gian chung nhất thưa quý vị, mà nếu quý vị có tham gia cái lớp hành trình đạo của Đức Hạnh Tuệ giảng dạy chuộng lạc á, thì mình mới hiểu rõ ràng thanh tịnh đạo, rõ ràng trong thanh tịnh đạo cái phần mà định đó, cái phần mà định đó, ngài Bố Thái Quang Sát ngài rất nói rất là rõ, ngài nói là giúp ngài nói rõ gì nè, là chưa nói chưa nhớ năm nay, ngài nói năm nay ngắn gọn cho bị hiểu thôi, đại loại như là cái người mà tu thiền sa mạt thá đó, mà có một câu này sẽ rất ấn tượng là nếu mà nhiều đời nhiều kiếp đó, đã có tu rồi thì nếu nhìn vô nhìn như cái niết bát đó, thì sẽ đại loại như dễ dàng, hiểu không, dễ dàng là có được. Mình cái câu này tuy là hiểu không, mình thấy là nó nghe đơn giản nhưng mà thật sự nó hàm chứa rất là nhiều nghĩa trọng. Thưa vị, thì vị thử nghĩ đi, nếu mà trong quá khứ mình thích cái đó, mình phát nguyện cái đó, mình không có tu tập mà thường xuyên thuần thục, thì trong nhiều kiếp thì bây giờ ngay trong cái hiện tại mình nói mình tu ngay ngay trong kiếp nào đó mình nói mình muốn đắc sa mạt thá nó khó lắm. Thưa vị, rõ ràng trong 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 thanh tịnh đạo nó quá rõ mà, tức nghĩa là vị hành giả nào đã trong quá khứ đã từng tu sa mạt thá rồi thì nếu niết tá thì cái đó, cái quan tướng đó, cái tướng đó nó sẽ đi rất là dễ nắm bắt. Bởi nên một cái câu ngắn nhưng mà nó hàm chứa rất là nhiều. Nhưng mà cho nên là cái việc mà mình thực tập mình thích cái gì đó, mình có cái sở nguyện gì đó, ngoài cái việc mà Đức Hạnh Tuệ nói mình làm xong mình phát nguyện, mình thực hành phải rốt ráo thì nó mới được như như mình mong mong mỏi.
Ở đây thì trong câu hỏi này có một cái câu này mà cái vị hỏi câu này nè, có thể là do hiểu nhầm hay sao đó, Sơn biết không, Sơn nói rõ ha. Thì đây cái vị hỏi là làm sao để mà chứng lục thông tâm minh tứ tuệ phân tích tứ vô ngại giải. Thật sự cái tứ tuệ phân tích tứ vô ngại giải là một, quý vị, nó là một nha chứ không phải là hai nha. Tôi xin nhấn 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 mạnh lại, chẳng qua là tứ vô ngại giải đây là giống như là dùng từ Hán Việt thôi, quý vị đó. Giống như là cái quyển mà Bhatisambhida đó, thì ngày đá trên đá, ngày dịch là gì, phân tích đạo, nhưng mà ở một bản khác á, lại của như cư sĩ võ cái gì Ngân Ngân đó, Võ Ngân đó, dịch là gì, vô giải ngải đạo, thì nó là một nghĩa nha chứ không phải là hai đâu. Dạ, xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Cảm ơn đại đức Tài Tường có cái sửa quan trọng. Trường nãy cũng không có để ý cái vụ này. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.